gì đây? Em gì ơi, điểm sao đây? Điểm sao đây? Giật điện à? Ô, đi sửa sửa điện bị điện giật à? Em gì ơi? 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 Mà đây thế này. Anh thấy em điện giật ở dưới đây, anh đưa em về. Ai? Anh đợt trước em cứu anh bị tai nạn đấy, ngã vực ấy. Thế em ăn gì chưa? Chưa. Thế em chưa ăn gì thì anh nấu cháo cho em ăn nhé. Em nghỉ đây đi. Anh đi lấy cháo cho. Lấy cháo cho ăn.
Em gì? Rồi ăn cháo em ơi. Lại vất vả cho anh rồi. Ăn đi. Ăn bảo đi từ sáng rồi mà đúng không? Vâng. Đói. Ăn, cố cố ăn nhé. Ăn đi, cố ăn đi. Em không ăn nổi nữa. Cố ăn tí nữa đi. Không, em ăn thế thôi. Thôi thế là em khỏi, anh cũng anh về đây. Tối rồi anh về nhá. Khi nào anh sang sang thăm. Vâng, thì anh đi cẩn thận nhá. Em cảm ơn nhá.